được đánh giá là sẽ có nhiều những lợi thế dành cho các đại diện đến từ Việt Nam, và thêm một cái đường bay nữa cũng rất ủng hộ cho các vị trí điểm nhảy đến từ các đại diện Việt Nam. Một đường bay không quá khó khăn để chúng ta có thể tiếp cận những cái nơi như là cửa sông, pháo đài, rừng đỏ hay thậm chí là tuyết điện thao trường ở ngay phía bên trên kia thôi. Và hãy cùng xem với game thi đấu lần này Team Flat có đánh bại được Tudac hay không, hay là vị trí WAG có thoát khỏi lưỡi hái tử thần với rất nhiều những cái cú kìm kẹp ở xung quanh khu vực điểm nhảy của họ. Wow, Whoop sẽ phải đối đầu cùng với cả X-Pen từ rất sớm và đang có những tiếng súng nổ ra rồi. Onyx Olympus cũng đã có mặt ở đây, là ba, chính xác hơn là chỉ có Onyx thôi. X-Pen đã nhảy ra khá xa và họ không muốn lan ra vào cái giao tranh này. Bất lợi đầu tiên đang thuộc về vị trí của Golden Wolf khi họ mất một, trong khi đó đối phương mới chỉ nấp. Anh chàng Duyên đang tiếp tục đẩy vào và khiến cho Golden Wolf đi ra móc, đi ra móc thẳng hơn, đi ra móc ra đằng sau, cầm cho mình một khẩu Mark 7, nhưng có vẻ như sát thương shotgun của anh ta chưa đủ nhiều. Đối phương bắn rất đau, bắn đau hơn đi ra, và Iza móc không thành công. Rip đang đứng phía bên này cô đơn một mình, anh ta sẽ phải hỗ trợ cho ai đây? Trên tay anh ta là một khẩu AUG, và khẩu AUG này đã không giúp cho Rip sống sót được thêm nữa. Đẹp là thành viên có thể sẽ mang lại hy vọng dành cho Golden Wolf, bởi vì chỗ này là đất không thơm rồi. Và như vậy là Golden Wolf đã thất bại được vào giao tranh với Onyx. Nhưng mà như đã nói, Onyx họ đang có sự trở lại mạnh mẽ, những lúc này họ sẽ bị can thiệp tới vị trí X-Men. Ở đâu đó trước đấy tôi đã nhìn thấy Team Flash có được bình mạng của một thành viên của Dewa. Lúc này thì X-Men X-Roy hạ của vị trí của Kiba. X-Men đang đẩy tới và X-Men có thể sẽ hủy diện thành viên tới thì Onyx hay chăng. Hơi muộn rồi, một tình huống đẩy vào nhưng Onyx họ đã ổn định ở đội hình, họ bắn trả lại vị trí của The Axel. Mr. 17 hạ được vị trí của Yanbin. Như vậy là Dewa đang chơi là khá ổn. Joe có được bình mạng của vị trí của The Axel, và như vậy là cái pha muốn tấn công tới vị trí của X-Men nó không thành công. Họ tạm thời rút về khu vực cảng để có thể hồi sinh lại người đồng đội của mình. Trong khi đó Tudac lại đang ở khá gần vị trí của CG ấy chăng, khi mà họ chọn khu vực Blue Villa, khu vực làng vòng này là nơi bắt đầu ván thi đấu của mình. Ở một diễn biến khác thì rõ ràng là đang có một sự trao đổi, một sự giằng dai giữa Dewa cùng với Flash, và Shin có được bình mạng ở vị trí của X-Men X-Roy. Như vậy là team Flash cũng đang có một tình huống di chuyển rộng và đang có một tình huống bắt lẻ được một ván đấu mà như tôi đã nói rồi, có những điểm thoáng dành cho đội Việt Nam. Mỗi tội là có được Wolf thất bại trong pha giao tranh ở đầu game mà thôi. Ui, Bru đến rất gần vị trí của Dewa. Ui, hy vọng là không có team Flash ở đây. Tôi hy vọng rằng Flash họ không có mặt ở trong khu vực này, nếu không thì sẽ là một sự nguy hiểm. Hôm nay thì Funa rất nhanh, anh ta bắn ra một cái A124 xác định được vị trí của thành viên tới từ Dewa, đó là Bayern này. Và bây giờ thì Funa sẽ di chuyển vào, anh ta vẫn đang rất tỉnh táo, phải nói rằng là cái sự nhạy cảm. Ôi đây là nhìn thấy luôn, và ngay lập tức có một tình huống lách ra. Trong khi đó thì Mr. không đang bị bắn gục tới vị trí Wasana, và đang là một tình huống đẩy qua tới vị trí Funa đã phát hiện ra Bayern 09 rồi. Anh ta sẽ đẩy vào đối phương có cho con, và Funa sẽ cần phải cẩn thận, bắn rất nhanh con phá kéo đầu, và Bru họ đang hủy diệt vị trí Dewa. Dewa cũng đang là một trong đối thủ muốn hầm hè cái vị trí trên bảng xếp hạng chung với Việt Nam, và nếu Bru họ gạt đi đối thủ này thì chúng ta sẽ tạm thời yên tâm. Rồi sau con Phai đã cầm khẩu 1043 chip rồi thế này, lại còn huyết hỏa nữa nhá. Thua 1887, và điều đấy khiến cho CG mất một cánh cổng, và ngay bây giờ họ đang bị cá kiếm xiên vào người. Hơi khó thở đây, khó thở dành cho đội tuyển được đại được tự nhận định là số 1 Thái Lan. Họ bảo là họ sẽ top 1 vòng bảng, nhưng mà bắn như thế này thì thua bên Guia rồi, bắn này không ổn rồi. WAG cũng đang có cuộc chiến riêng của mình, top 12 là góp một group. Trời ơi, một mình đẹp không làm nên mùa xuân. Và bây giờ tiếp tục là WAG đang ở trong vòng nguy hiểm, nhưng WAG đang có những pha chống trả là khá gay gắt. Giờ ơi, sẽ bị bắt rồi, nhưng Quilin thì vẫn còn cửa để có thể chạy. Không biết là có chạy được không, bởi vì Lim đang dí theo rất sát. Và không chỉ một mình Lim đâu, còn có thêm bạn của anh ta nữa, Cyrus. Bây giờ đứng nhảy xuống đây, hở đây Quilin di chuyển ra quyên sinh để có thể lấy thêm mạng hạ gục, lấy thêm mạng về cho những người bạn của mình, lấy thêm cơ hội về cho WAG. Nhưng Quilin hình như là chưa kịp mua gì. Double kill đã có dành cho Indostar. Quilin đúng thật là chưa kịp mua gì, chưa đang hơi rén, hơi dối như vậy. Nhưng mà bây giờ Cyrus để đáp xuống đây, và Cyrus người không có gì cả ngoài cái nịt, và đó là mạng hạ gục dành. Ok, phải còn tí sao nữa chứ lị. Đùa Lim quá đáng thật đấy. Nhưng tình huống anh ta tiết kiệm đạn bằng cách anh ta sử dụng phi dao. Phi dao nữa. Anh thông cảm, không nhặt được vũ khí cận chiến. Ừ, cay. Mặc dù là WG bị quét sạch, à gần quét sạch. Anh em bỏ đấu team đúng không? Cảm thấy rất bực bội. Và đó là Team Flash.
Lúc này họ sẽ đối đầu với X-Men để xem Flash họ xử lý nào. Đồ đạc của Flash thì ổn đây. Có nhiều keo đến từ vị trí của Flash và để xem là Flash có thể làm gì khi mà họ đang có mình lợi thế. Cẩn thận nào, vô lý. Em Lý đẩy vào, em Lý suýt nữa bị hạ gục tới vị trí của X-Roy. Một tình huống chạy vào trong cửa và không để ý đến em Lý. Suýt nữa thì em Lý em này nằm xuống rồi. Và may quá anh ta vẫn rút ra kịp. Bây giờ thì sẽ là một tình huống mà team Flash họ bị lùa ngược lại tới vị trí của X-Men. Để xem nào, Shin cầm sẵn súng vào tay đi bạn ơi. Cầm sẵn súng vào tay đi bạn ơi. Cầm sẵn súng vào tay được không? Dồn đam tốt hơn tới vị trí của team Flash. Yan Min có mình mạ gục. Đây rồi, bây giờ không hạ đối phương thì bao giờ nữa. Nhưng họ vẫn tin cho mình đó là hai người. Shin đang phải hồi máu bằng cái bình hit. Nhưng họ đang bị thấp thế hơn khi mà X-Men đang bay nhảy được khá ghê. Và lúc này thì hai thành viên của Flash còn khá ít máu. Artemis có mình mạ ngạ gục vào tay đối phương. À vào đối thủ. Lúc này ta đang cố gắng cứu lại vị trí của bản thân mình. Vâng, không cứu được ai cả, chỉ cứu được bản thân mình thôi. Tôi nghĩ là nên rút đi nhỉ. Chuột rút là hợp lý đi. Vâng, bây giờ chuột rút có thể sẽ là hợp lý. Mà Cam lại đổi sang một vị trí khác rồi. Evos đẩy vào, họ sẽ ăn vị trí Tô Đắc. Trận cuối cùng này bắn nhau căng quá. Lúc này còn lại 11 team đã có một tình huống. Tại vì Shin anh ta nằm ngoài đường, anh ta bị đối phương gạt là đúng rồi. Và tôi thấy là X-Men X-Roy hạ của vị trí Artemis. The Ghost lại chết. Và lúc này team Flash dừng chân ở vị trí top 11. Như vậy là cả God of War và team Flash dừng chân dần lượt ở với top 11 và top 12. WG vẫn đang gặp rất khó khăn, toát hết mồ hôi hột, chưa có bình mạng ở gục nào. Và bây giờ đang tiếp tục bị lùa tới vị trí Evos Divide. Yulin đang đứng phía dưới nhà, có thông tin của Clean rồi và họ đang đứng ở đây để không cho thành viên của WG di chuyển ra. Evos đang hội quân, nhưng hình như là có một team khác đang xuất hiện ở bên trong khu vực này thì phải. Đó là WG và họ đã phải hồi sinh lại cả 4 thành viên của mình trong bàn thi đấu này mà chưa thu được bất kỳ mạ gục nào. Điểm trừ nữa là WG bây giờ đang di chuyển quá xa nhau, gần như là chả có thành viên nào đứng cạnh thành viên nào cả. Và điều đấy lại càng tăng tỷ lệ họ bị hạ gục lẻ nhiều hơn. Nhưng bây giờ cái điều quan trọng là sống sót, cái điều quan trọng là sinh tồn. Bởi vì sống dai thì mới có thể trở thành huyền thoại được. Kylin tự dẫm vào mìn của mình. Và Kylin mà anh ta chết luôn vì mìn của mình luôn. Thôi thế hơi là rơi điểm vào tay Evos. Lúc nãy chúng ta cũng đã thấy là Evos là cũng đã bao hai đường rồi. Cái quả đấy thì tôi nghĩ là cái tỷ lệ sống sót Kylin nó cũng không được bao lâu lắm. Thì thôi đôi khi là đặt mìn, đôi khi là đi tự đi hay hơn đấy nhỉ. Đi hay hơn còn hơn là bây giờ Evos cũng đang rồi. Ở đoạn đấy là có thể đẩy đi đẩy heavy xuống đấy. Đấy là anh ta cũng nghĩ cho tổ quốc, cho đồng bào rồi đấy. Đấy là điều cần thiết thật. Vâng, tôi nghe cũng cảm phân tích đội thấy cũng hợp lý. Vâng, và lúc này thì đây là Onyx và họ lại đang tiếp tục phong độ của mình. Chết rồi, tự nhiên Onyx hôm nay 4 trận đầu tiên không chơi. Sao tự nhiên đến 2 trận cuối thì tự nhiên lại cắn một cái loại gì đó và tự nhiên sức lực của họ nó trở lại. Và lúc này thì Onyx họ lại đang có một pha bao vây ở vị trí của X-Men. X-Men họ đã quét sạch được vị trí của team Flash của chúng ta trong một tình huống giao tranh rất 50-50. Và bây giờ thì bị bắt tới vị trí của Kiba. Kiba vẫn né thì kịp. Và ui, Kagadu anh ta đúng một viên. Đúng một viên, nằm ngay đối thủ. Đó là Crime MKS. WAG bây giờ đấy. Đây rồi, anh thấy đội quân rồi. Mew. Thay vì chuyển sinh thành tủ lạnh, chuyển sinh thành cái gì đấy thì chúng ta chuyển sinh đứng cạnh nhau. Đúng đấy, hợp lý. Trong lúc các đội khác còn đang tích cực giao tranh thì WAG ít nhất là bây giờ họ hội quân rồi, về với nhau đã. Đúng đấy, làm gì tính sau, cứ phải về với nhau đã rồi làm gì mình tính tiếp. Và WAG thì có vẻ như lại thêm một người nữa bay được đến máy bắn hàng tím và họ đang ở rất gần vị trí của CG. Ôi thôi xong rồi, có skill nó nhìn thấy thôi. Có skill anh ta vừa lia cái tâm của anh ta ra phía cái máy bắn hàng tím, không biết là cái tầm nhìn anh ta có thấy được hay không. Tại vì cái hiển thị của cái bản bình luận viên này, cái bản Ops này nó sẽ khác với cái nhìn ở trong game. Thế nên là không biết là anh ta nhìn thấy ở máy bắn hàng tím là có một thành viên WG hay không. Dewa cũng đang vòng ra phía đằng sau lưng đến từ thành viên của CG. Và đây là một bản đấu mà các đội họ đều đang có rất nhiều bạ gục. Tiếc là hai đội Việt Nam là Team Flash và God of War nằm xuống sớm quá, nên chúng ta cũng đang không khai thác được quá nhiều điều. Đây là vị trí của Dewa họ đang loanh quanh ở đây. Dewa dễ đụng với cả CG lắm đấy này. Hơi nghèo lắm. Đang là trong cái giai đoạn bình tĩnh nhạy cảm giữa các đội tuyển khi mà trung khu bây giờ cũng giải quyết gần là trong rồi. Mình đó chỉ các có bạn. Trung khu thôi. Dewa cũng chưa dám vào, CG cũng chưa dám tới. Nhưng mà bên phía của Tu Đắc thì có vẻ như là họ thích nhảy đụng độ với các team lớn. Họ bay thẳng vào chỗ của CG và kẹp giữa đó là Evos. Một cuộc chiến không quá có lợi dành cho bên phía của Dewa. Bây giờ nhìn lên thì chưa bằng ai, thì chúng ta cứ nhìn xuống là chúng ta thấy là có thể là sẽ hơn Homeboy với Tu Đắc rồi. Là
đã được 2 đội rồi thì chúng ta còn 3 đội nữa là cố gắng là ít đội Việt Nam nhất ở trong cái top đấy là được. Và lúc này thì CG họ đã có mình mạng cục đầu tiên khi mà tự nhiên ông Tô Đắc đi thẳng vào trong nhà bốn ông CG. Rồi bò bị tập trung mà sao vậy, đâu có đâu. Kiểu CG họ chả làm gì, có ăn hay không làm vẫn có ăn bình thường. Tự nhiên ông Tô Đắc đi thẳng ở bên trong nhà có bốn ông CG đang ngồi ăn lẩu ở đấy. Thế Tô Đắc bảo cho em xin miếng nhưng mà CG bảo không cho. Và đó là mạng cục dành cho CG. Lộc lá thiên rơi vào đầu. Ván đấu này thì X-Men Destroy là người có bình nhiều mạng lại nhất. Là một mạng tí lại ra kiểu gì cũng huấn luyện viên sấy rồi. Kiểu gì cũng thế. Đây là vị trí Evos, bóng này họ đang tấn công ở vị trí X-Men. Onyx và Blue có thể sẽ đụng nhau và Blue bắt đầu cảm thấy có mùi không thơm và đang giao tranh rồi. Dolphin có bình mạng của vị trí X-Men đây rồi, quà tặng cuộc sống đấy. Cũng đang ngồi trong nhà, tự nhiên có ba ông đi vào thế. Có một ông đi vào và đó là mạng gục dành cho WG và X-Men dừng chơi ván thi đấu này. Nghe thế được rồi, WG cứ ngồi một chỗ thôi, xong rồi các đội khác đến và cho WG ăn mạng. Nhưng lúc này thì Blue đang bị tấn công, một không kêu nhanh quá và Blue lúc này đang bắt đầu phải rút ra. Lúc này thì đó là một tình huống không có dòng kêu liễu một thành viên Onyx rồi. Joel đã bị bắn gục và Kiba của Vizic là những người còn lại của Onyx và họ quyết định là sẽ dùng cầm dịch chuyển bỏ đi hay chăng. Đã có một thành viên Onyx dùng cầm dịch chuyển bỏ đi rồi và trong khi đó thì Blue tuy là mất một người nhưng mà tất nhiên là họ vẫn rất mạnh ở trong tình huống này. Đa tình huống bắn hở chân tới thành viên của Onyx và đó sẽ là mạng gục dành cho Joyna. Rất dễ một tình huống tinh tế tới vị trí của Joyna. Và Onyx lúc này có lẽ họ chỉ còn lại một người mà thôi. Blue vẫn rất mạnh và họ đang hướng tới cái Booyah thứ 6 dành cho đội của họ trong màn thi đấu này. Vừa rồi tôi thấy có một cái tên quen thuộc nhưng bắn ở vị trí Blue thì phải. Có phải là thành viên ở Việt Nam hay không? Có vẻ như là không, nhưng vẫn là Onyx quấy thôi. Còn CG và Evos thì đang giao tranh ở trong vùng dịch đỏ. Phần này có lẽ là các đại diện duy nhất còn lại ở Việt Nam là WG thì đừng nên động vào các đội lớn, cứ để họ tự giải quyết nhau trước đã. Top 1 không cứu được. Để bắt được Blue thì bắt được một người, Blue chưa đủ. Top 1 được lấy là 2 cơ, bởi vì lúc nãy là Onyx là cũng bắt được một người rồi. Nhưng sau đấy là không thể làm gì thêm được nữa. Bây giờ WG đang khá ấm chỗ, đứng giữa bò luôn. Đứng giữa bò luôn, ở trong đấy cũng chỉ có một cái căn nhà đấy thôi. WG đang đứng đấy, nhưng mà trước mặt họ có thể là Attack All Around, cũng có thể là rất nhiều những thành viên đến từ Dewa. Họ mở cổng dịch chuyển ra nhưng mà cổng dịch chuyển của Dewa lại dành để tấn công vào các thành viên của CZZZ rồi. Chúng ta cứ tạm thời đứng đó đã để kệ cho thế cuộc nó tự giao tranh. Vị trí vị Mr. 17 lao lên nhưng anh ta solo thua đối phương. May có sát thương vào bò bù đắp thêm một chút. Nhưng chắc chắn là CZ sẽ vẫn ở trên đường. Anh em có thấy cái lên Discord mình ghi vào mình luận không? Đó thì chủ nhật hàng tuần anh em nào có vấn đề gì anh em mình nói tâm sự trong đó các bạn. Cái lên Discord ghi vào luận anh em thấy không vậy? Vị trí của Evos Divine cũng chỉ còn một vài thành viên rơi rớt ở đây thôi. Và chắc chắn là em God không thể nào đối đầu lại được với bốn người của Dewa. Phía WAG đừng có thò đầu ra. Đừng có bất kỳ một cái hành động gì cả. Cứ đứng ở trong đấy, ai vào thì xử người đấy. Hoặc là cùng lắm thì ăn quả lựa ăn thôi. Đừng thò ra làm gì bây giờ. CG đang bị bắn nát tới từ các đội Indo, Dewa và Onyx ở sang CG. Điều này thì gáy với chúng tôi, tự đặt mình ở vị trí top 1 hỏng rồi. Có skill cũng đã phải người nằm xuống, nhưng mà trận này Dewa nó có nhiều mạng gục quá. Đấy là điều mà tôi không muốn một chút nào cả. Lúc này thì Blue đang tiến vào cái căn nhà của WG. WG đã bị soi mất rồi, đã có đội soi được vào vị trí WG rồi, nhưng không biết đấy là ai soi mà thôi. Joyna hạ gục vị trí của Kado. Như vậy là Blue đang tiếp tục càn quét. WG cứ nằm im thở khẽ. Thực sự tầm này đúng điều nằm im thở khẽ luôn, không làm gì cả. Mà các trò được cái không ai sờ đến. Tô Đặc dừng chân ở vị trí top 9 rồi. Trong khi đó Evos họ đang bị tấn công tới từ vị trí của Blue. Bốn thành viên của Blue đã tiến tới rồi. Trong lực VL thề đó là những gì mà người ta có thể nói về cái cách lao lên tới từ vị trí của Blue. Nhưng Kuna bị hạ gục tới vị trí của Ray. Và lúc này thì Blue đang được bắn. WG đừng có hút được cái mạng nào không nhờ, có ăn được cái mạng nào không. Và lúc này thì CG dừng chân ở vị trí top 7. Thôi rồi, thì WG chúng ta cứ núp một chỗ để có thể lấy điểm cũng được. Được rồi. Đang liên tục liệu đưa vào tới vị trí Zona. Bây giờ Blue quét sạch Evos nha, là WG có top 5 rồi. Thế đã ấm rồi, không thể đòi hỏi gì hơn được. Ở trong những cái thế cuộc quá khó như ván thi đấu này, Blue vẫn đang cố gắng đục kèo máy khoan được bơm vào liên tục. Và đang làm tình huống mà họ tấn công Abbas đã là người Việt Nam xưa. Abbas đang là người có bình mạ gục 9 mạng dành cho Blue. Blue vẫn đang bắn tiếp tục có bình mạ gục tiếp theo ở vị trí của Ray. Và em God cũng bay màu rồi. Blue hủy diệt Evos Divine dừng chân vị trí top 6 trong màn thi đấu này. Và WG vẫn đứng giữa bóng. Được cái là căn nhà này nó cũng kín gió, nó cũng ít cửa sổ. Nhìn mở ra đỡ chúng gió đúng không? Mở ra là có khi là nhiều thứ nó lại căng thẳng. Indostar bắt đầu mở cổng dịch chuyển vào rồi.
Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Và WAG sẽ phải hứng chọn cái cơn bão này như nào khi phía bên ngoài kia chúng ta vẫn thấy Dewa bắn cực kỳ đều tay. Lim đã tới rất gần. Dolphin, Krillin, Cyrus, The God đứng thủ một cổng. Trong khi đó thì Dolphin đứng thủ cổng còn lại. Ở thời điểm hiện tại thì Indostar vẫn chưa tìm thấy góc nào để vào được. Đấy, đấy chính là lợi thế của căn tròi này. Khá là kín gió, bây giờ dựng bom keo ra hai bên rồi. Là lúc đấy sẽ có người của bên phía Dewa bắn hộ Dewa một ít máu. Còn đừng chừa mặt ra làm gì cả. Bây giờ bước ra khỏi nhà là kiểu gì cũng sẽ có người đón người đưa luôn. Vị trí của WAG vẫn chỉ tập trung vào Dewa thôi, bởi vì bom keo họ dựng hết vào cửa chính rồi, nên chỉ có mỗi cửa sổ hở ra và Dewa bắt đầu công. Đây sẽ là một lợi thế lớn nếu như họ nhắm vào Indostar. Chứ nếu họ băng qua cửa sổ là có liệu hay Krillin. Wasana cũng đã bắt đầu công sang và bây giờ trước mặt họ là Attack All Around luôn bò đi cực kỳ khéo. Còn 5 đội tuyển mà thôi, phía Indostar cũng đã bắn gục Dewa rất dễ dành cho WAG rồi. Việc thủ nhà đang trở nên dễ dàng, Morian có thể bị loại. Và như vậy là chúng ta sẽ có top 4. Chúng ta sẽ có top 4 kéo này được với top 1 đi. Biết đâu sẽ là top 1 giống như CZZ thì sao? Một núi không thể có hai hổ mà CZZ đi rồi thì cổng này sẽ mở dành cho WAG ngay. Cửa đang rất rất tốt. Ôi chết rồi, không chui ra được. Không ra được bởi vì quả bom keo kia nó bóp quá. Nhưng bom keo này bơm được thêm một ít máu, tanh thêm một tí bò. Thế là cũng có hành vấn đề. Bởi vì Indostar quyết định bỏ và họ sẽ đâm sang Attack All Round. Như vậy là trước mặt chúng ta chỉ còn một đến hai Dewa thôi. Chính ra là như vậy. Và lúc này thì thật ra Dewa còn một người thôi. Và chủ yếu là Indostar và Attack All Round. Những WG vẫn đang đứng trong border và chúng ta còn đủ cả 4 người. Biết đâu một tình huống tràn ra đẹp thì chúng ta lại có mình không. WG quyết định ra trước. WG quyết định ra trước và họ muốn lấy cái mạng của Dewa Sam 13. Tại vì chúng ta hôm nay lượng điểm WG cũng đang chưa được nhiều, với chỉ duy nhất một mạng của mà thôi. Tình huống bắn gục ra với chiêu Dewa. Và bây giờ chúng ta sẽ lút được nhiều đồ. WG ơi, top 1 ở rất gần rồi. Và để xem là họ xử lý Indostar và đó là vị trí của Attack All Round như thế nào. Đối phương có 79. Từ từ đã, đối phương đang nhìn về vị trí Indostar. Chúng ta vẫn đang an toàn, chúng ta đang tiến lên. WG đang ở rất gần top 1 rồi. Bây giờ sẽ cần tình huống xử lý nó hợp lý cho tình huống này. Bây giờ thì Lim đang di chuyển qua, Lim đang bị bắn tới vị trí tôi có ta vòng lại vào bên trong. Kero là người phải nằm xuống và Indostar có dấu hiệu để tấn công vào vị trí của Attack All Around. Bây giờ thì đang là tình huống đẩy qua. WG chơi ở những cái vòng cuối này là rất tốt và đây là lúc để lấy cái top 1 đi còn gì nữa. Và đây Dolphin đã ra vị trí của Rush. Một tình huống bắn là tốt. WG đang ở rất gần top 1 và thi đấu này Krillin có thể ngã gục. Lấy đầu vị trí của Lim đẩy vào đi. WG họ đang chơi sinh tồn quá hay ở trong ván thi đấu này. Một tình huống chọn được bóng cuối mà không ai sờ vị trí của họ cả. Và lúc này thì đang là tình huống mà The Ghost cố gắng bắn răm gót hạ của vị trí của Indostar. Những người Thái Lan họ đang bắn là rất ghê. The Ghost thì hở xuân dương Cyrus đã có răm gót rồi. Và lúc này có cứu được người hay không? Vẫn đang đẩy qua, chúng ta đã bị dồn ra phía bên ngoài. Bo Cyrus còn lại một máu. Đối phương chỉ còn lại một mà thôi. Và đó là một cái lo của vị trí của Cyrus. Krillin bắn cũng bắn vào. Không thể tin nổi nó vào thi đấu này. Đó là WG kéo đi cái mùi gà khó khăn bậc nhất áo trước bên đây. Cái tình huống này rất giống với cái mùi gà của WG ở World Series 2023. Bị pressing rất nhiều, sau đó thì thủ được ở điểm bó cuối và thủ tốt. Vâng, trước khi mà bạn muốn chiến thắng thì bạn phải phòng ngự thật tốt đã. Và khi mà đối phương ở xung quanh chết, WG chạy ra bên ngoài lút được đồ của rất nhiều team ở phía bên ngoài. Và họ có mình một lượng đồ đủ để lấy cái Booyah trong game thi đấu này. Và chúng ta sẽ có cái phỏng vấn của Việt Nam vào cuối ngày hôm nay. Chúng ta chặn đứng được chuỗi 5 cái Booyah của người Thái Lan. Và đó là WG đội thứ hai của Việt Nam có Booyah tại FIFA World Series Spring 2024. Và đó là Booyah. Và một trận đấu mà tính chiến thuật, cái điều quan trọng là tính chiến thuật phải rất cao. Chúng ta bị pressing từ sớm, mất người từ sớm, nhưng hồi sinh được và chúng ta lấy được cái Booyah. Đó là một điều rất quan trọng. Bây giờ anh thấy kiến thuyết chiến thuật chuyển sinh để đứng cách nào đúng không? Đúng rồi. Hay. Sao phải có cổng dịch chuyển khi mà chúng ta có máy bay? Đấy, không cần cổng dịch chuyển. Đấy, còn đi được xa hơn. Và đó là lối chơi đến từ WG Booyah. Một cảm giác rất cho một. Và một trong những cuộc đại diện cuối cùng của Việt Nam trong game thi đấu vừa rồi đã đạt được. Bóng qua người đó là chiến thắng của WAG. Một chiến thắng quá giòn giá để giúp cho ngày thi đấu thứ 3, ngày thi đấu đầu tiên, cũng là cái tuần thi đấu đầu tiên của chúng ta tại vòng bảng FIFA World Series 2024. Đã có những cái sự lệch nhịp, nhưng chắc chắn rằng đến cái giai đoạn cuối cùng
khi mà các đội tuyển khác đã gần như mệt mỏi thì đúng đấy là cái thời điểm mà các đại diện Việt Nam đã có thể vươn lên. Chúng ta có hai cái top 2 và một cái top 1 trong ngày thi đấu hôm nay. Cảm ơn thầy. Và tệ khi mà thi đấu này rất khó dành cho các đội Việt Nam. Và thực sự thì Attack All Round họ cũng thật ra Attack All Round cũng chả phải tự trách mình gì, họ chỉ mất cái Buya thôi mà lượng mạo gục của họ cũng rất là tốt. WAG thì chúng ta có cái Buya mà lượng mạo gục thì không phải quá nhiều, nhưng đó vẫn là một sự cải thiện rất tốt trong bàn thi đấu này. Một bàn thi đấu mà trong giai đoạn đầu chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Tiếc là God of War và Team Fast sừng chân chỉ có 11-12, chúng ta không khai thác quá nhiều thứ như những gì mà các đội Indo làm được. Thế nên rõ ràng là sẽ là WAG có lợi. Và liệu WAG có chen chân vào trong top 12 sau bàn thi đấu này hay không thì chúng ta vẫn sẽ phải chờ ở cái bảng xếp hạng chung. WAG có khoảng đâu alo, đấy alo, 17 điểm alo, 5 kill 17 điểm. Đó là một con số alo, dù sao chăng nữa là lớn, một con số tốt lớn. Quan trọng nhất là cái Buya nó giúp tinh thần của chúng ta lên tinh thần rất là tốt. Và chúng ta nhìn thấy một cái cách nào đó để cho ông ta có thể chiến thắng ở trong những cái bàn đấu như thế này. Và một cái lối chơi nào đấy đã giúp cho WAG có được vị trí top 5 thế giới. Và tôi đã thấy được cái vị trí của WAG cải thiện được cái thứ hạng của mình là vô cùng đáng kể. Một ván thi đấu rất cảm xúc, ván thi đấu cực kỳ chiều chuộng những người xem Free Fire Sport Việt Nam đến tận thời điểm hiện tại. Một cái thời điểm mà có lẽ cũng đã khá muộn rồi, nhưng họ vẫn ở đây cổ vũ và đồng hành cùng các đại diện đến từ Việt Nam. Một điều rất tuyệt vời. Chúng ta có 6 mạng. Đấy là 18 điểm dành cho WAG. Với cái mạng cuối cùng đó là 6 mạng. Và thực sự là còn không bóng xong rồi chỉ có ngay rồi 5 triệu quả sinh tồn khiếp thật. Tôi phải công nhận sinh tồn quá tốt. Cô cứ ngỡ là cả Indostar cộng với đế vào đẩy vào thì chúng ta sẽ không chúc lại được. Nhưng mà may quá chúng ta vẫn giữ được một cái vị thế tốt. Và ở trong cái bo đấy còn đúng cái chòi thôi. Còn đúng cái chòi đấy và WAG thực sự là bo độ. Có thể là họ đã có thông tin trước về cái vòng bo rồi, nhưng cũng phải có sự độ đến từ vòng bo thì mới có thể chiến thắng được. Nhiều khi chúng ta chiến thắng, người ta thường nói rồi, nhiều khi hay không bằng hên. Các đội khác họ bắn rất kinh. Các đội Indo thực sự trận này họ cầy mạng rất nhiều. Nhưng Buya như cuối cùng vẫn dành cho đó là Việt Nam. Và ở trên bảng xếp hạng chung ấy có cái Buya là điều rất quan trọng. Và bây giờ sẽ phần phỏng vấn với gì? Vấn đề là Việt Nam. Hello everybody, welcome to our interview after the match with me, MC Yuzo, and right next to me is Wack the Ghost. Đây là cậu Yang. Đến với chuyên mục phỏng vấn tuyển thủ sau trận đấu, mình là MC Yuzo, và bên cạnh mình đây là Wack the Ghost. Thì không biết là Wack có thể chào lửa lời chào đến các bạn khán giả được không ạ? Mình xin chào tất cả các bạn đang theo dõi qua truyền hình. Hello everybody, it's a pleasure to meet all of you. So, we have been through 3 days of the tournaments. What is your feeling right now? Thì mình đã trải qua 3 ngày thi đấu rồi, không biết là cái cảm xúc hiện tại của mình cũng như là tâm trạng của Mai hiện tại như thế nào ạ? Bọn em đang còn cảm thấy hơi khá ngợp với giải lần này, tại vì trải qua một thời gian khá lâu bọn em không thi đấu thì em nghĩ là bọn em cần thời gian để bắt nhịp dần với giải đấu. For the Ghost, he feels like it has been such a long time they haven't jump right into a tournament to play, especially like an international tournament like this. But overall, everything is pretty okay and they're catching up with the vibes right now. So he thinks that he will do thì gửi là cái áo rồi nhưng mà có mùi màu khác. Theo thì không biết là The Ghost đang có đánh giá như thế nào về cái phong độ của đội tuyển mình cũng như là về khu vực Việt Nam ạ? Theo em thì khu vực Việt Nam đang bị khá ép so với các khu vực khác, tại vì Việt Nam đang chưa bắt kịp được meta này nhiều so với ba khu vực còn lại. Thì em nghĩ là năm đội tuyển Việt Nam cần cố gắng nhiều hơn. For the questions, how does he feel like about his performance of the team, but also for overall all of the Vietnamese team? For the Ghost, he thinks like all of the Vietnamese team, including Walking Among Gods, they feel like they haven't catch up the meta of the game currently, for sparing for other region. But and he thinks like his team and other Vietnamese team needs more tactics and needs more practice so they can catch up with the meta right now, so they can play easier in the match. Vậy thì tiếp theo thì không biết là hiện tại The Ghost đã có cái chiến thuật gì tiếp theo chưa, hay là chắc là bây giờ các bạn cũng đã bắt nhịp được rồi, thì không biết là các bạn có chiến thuật gì tiếp theo cũng như là để chuẩn bị sẵn sàng hơn cho cái trận đấu tiếp theo ạ? Bọn em nghĩ cần luyện tập nhiều hơn và theo dõi tình hình đối thủ nhiều hơn để có thể bắt nhịp được tuần thi đấu thứ hai nhanh chóng hơn so với tuần 1.
So currently it's the end of our first week of the tournament. The Ghost, he feels like his team needs to practice a lot more and having planned more tactics and catch other players of the teams, like especially in Thailand. He feel like he needs to watch a lot of movements and also like the play scene of the other team so they can more practice and be more perfect. Thì vậy thì chúng mình đã cũng đã có một cái khoảng thời gian thi đấu cũng rất là khó nhằn rồi và cũng rất là vui là chúng ta hôm nay đã có một cái chiếc buja rất là xứng đáng dành cho Working Among Us. Thì The Ghost có lời gì muốn gửi đến các bạn khán giả cũng như là về những người bạn tinh thần của chúng mình không ạ? Thì vẫn là câu nói cũ thôi, nếu các bạn theo dõi WG thì WG sẽ không làm các bạn thất vọng, thì bọn em sẽ luôn không ngừng cố gắng để cải thiện tình hình team nhiều hơn trong tuần tới. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ ở bên cạnh tụi mình. For the Ghost, it is a blessing that he feels like he having his fan and his viewer always following Working Among Gods and giving them such a support so they can move further and also they can play their best, because he knows that he always have you guys behind his back. So in the next week of the tournament, like the Ghost and his team will try their best to giving you guys more booyah. Then this is the end of our interview. So thank you a lot and good night. Thank you for watching our games today and I hope I can see you guys next week again. Bye bye. Ok thì như đã hứa với các bạn là WG được top 1, tôi sẽ thưởng cho cái máy 5 triệu. Tôi có thể cho máy 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu và mọi số tiền mà tôi thật là tôi có thể cho hết. Nhưng mà đây là một cái động lực để cho cái máy đạt được nhiều cái boya hơn. Ở tuần sau chúng ta sẽ có ví dụ như là những giải thưởng khác, nhưng mà tôi cảm thấy là một cái boya và một cái phong độ thi đấu giữa ngày hôm qua và ngày hôm nay nó vẫn chưa đủ sức thuyết phục để mà thưởng cho cái máy nhiều hơn. Thôi được rồi, chúng ta sẽ coi ban điểm. Bây giờ tôi sẽ gọi cho thầy Cam để tôi xin số tài khoản và tôi chuyển khoản trực tiếp cho live stream cho anh em coi, không có cái điều gì cả. Đây tôi sẽ gọi cho thầy Cam các bạn. Ok, vui quá anh em ơi. Thực sự là quá vui. WG chắc chắn được cải thiện rất nhiều. Và đó là Krillin với 3 mạng hòa cùng trong bàn thi đấu này, 2150 sát thương, 3 lần headshot, 5 lần knockdown. Và anh ta cũng đã có những cái đóng góp rất là quan trọng. Một trong những điều mà tôi thấy rằng là WG tôi đang gọi cho thầy Cam sinh, tôi đang gọi thầy Cam khá là ổn. Cái việc nó hội quân sau thời điểm hồi sinh nó là phù hợp và cũng khá hên. Trận vừa rồi thực ra tôi thấy rằng là về cái độ may mắn cũng thầy Cam không may, chắc tôi gọi cho may mắn rất là cao trong tình huống cuối cùng. Thực sự nếu như mà nói chung là chỉ nó mọi thứ nó chỉ lệch đi một chút thôi thì có lẽ là cái kết quả nó đã khác. Nhưng phải nói rằng là các thành viên WG họ cũng đã tập một cái bài thủ như thế này, và trước khi mà chúng ta muốn chiến thắng, chúng ta muốn có được chiến thắng, em gửi cho xin số tài khoản và WG đã làm được. Và đây là lần thứ hai trong lịch sử thi đấu của họ từ trước đến giờ, họ làm được cái việc đó là phòng ngự cho đến cuối giai đoạn cuối của ván đấu. Và từ đó tôi chỉ xong rồi cái tôi cho anh em coi hình luôn, như là cái kịch bản trận có được cái buya tại chung kết của Free Fire World Series vừa rồi, cũng là thủ đến giây phút cuối cùng, thủ một cách gọi là kín kẽ, sau đó thì tìm một cái điểm sơ hở của hai cái đội đang giao tranh ở trong tình huống cuối, đẩy ra lút súng và có được mình cái buya. Về Elim Leader trong bàn thi đấu này thì chắc chắn là các đội Indo và Thái Lan họ vẫn là điều gì đó rất ghê gớm khi mà Attack Around có được mình đó là Kero và Jamgot. Trong khi đó thì Evos cùng với cả vị trí của Idostar và Onyx đều góp mặt trong Elim Leader. Một trong những điểm mà chúng ta cần chú ý là các đội Indo trong hai trận cuối này họ cày lượng sát thương và cày lượng mạng là rất ổn áp, chỉ trừ vị trí của Dewa mà thôi. Và chúng ta bắt đầu nhìn ra bốn cái tên Indo bao gồm cả AQ, Evos, Onyx cùng với Indostar là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho chúng ta ở trên bảng xếp hạng chung. Đấy, trước trận này thì WG họ có 88 điểm, như vậy sau trận này họ sẽ có trên 100 điểm rồi, cũng sẽ là một đấy, điểm đủ ổn các bạn thấy ở trong tuần thi đấu đầu tiên. Với Kiba anh ta có được mình 5 mạng gục Kero, 2 mạng sát thương, X-Roy có mình 6 lần headshot và Etrian có được mình 6 lần hạ cùng đối phương. Không, anh em bảo bóc vét khá ấn tượng đến với các thành viên của các đội khác. Hy vọng rằng sẽ có một cái thay đổi. Chúc mừng WG top 1 5 triệu cho anh em, cho các đại diện từ Việt Nam. Bạn thấy không ạ? Trong cái tình huống pha giao tranh cuối cùng, chúc mừng WG top 1 5 triệu cho anh em. Đề qua với Indo ở hai vị trí ngược lại rồi. Là thấy toang rồi. Đề qua là cứu người. Vũ khí và bom kẹo họ không đủ. Họ chỉ cần nhiều hơn khoảng 3-4 quả lựu đạn thôi là có khi là pha thủ nhà đấy của WG không thành công. Thấy tính đâu các bạn? Nói gì thì nói thì ngay từ cái giai đoạn trước khi bắt đầu game thi đấu lần này thì chúng ta đã thấy có những dấu hiệu rằng sẽ có những cái lợi thế dành cho các đại diện từ Việt Nam. Đầu tiên là cái bản đồ thuận tay này,
sau đó là tung sâu vào top 1, thử chịu nhiều hơn nữa tôi hứa với anh em luôn. Nhưng mà thật hôm qua với anh em nay thì thực sự cũng chưa đủ tiếp tục mà để tôi tặng nhiều quá. Là súng sạc. Chuyển chưa trong đắc các bạn ơi, đắc là thầy Cam đang ở ngoài, còn tụi nó đang ở trong. Như tôi đã chia sẻ thì hiện tại thì ở phiên bản OB44 là chúng ta đang có pha giảm của 2 trong 3 khẩu súng này, đó chính là chưa ăn gì luôn anh em, cũng vậy chưa ăn gì luôn, ăn sâu rồi. Hai gói sâu để sẵn các bạn nha. Đây nè. Hai gói sâu để sẵn này bạn, chưa ăn gì luôn á. Đó, thấy chưa? Nghĩ là sẽ khá chắc để sẵn hai gói sâu bắp này. Đang thống trị. Rồi mai tôi cũng vào Sài Gòn, mai tôi cũng vào Sài Gòn.